Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 2 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Chủ động rà soát, lựa chọn những điển hình người tốt, việc tốt để biểu dương khen thưởng, góp phần thúc đẩy các tổ chức cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Lâm Đồng hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo. Giải pháp trong tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Đắk Lắk tăng cường đấu tranh với hoạt động tín dụng đen. Xử lý nước uống từ nước thải. Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết và tập huấn công tác bình đẳng giới ngành y tế năm 2018. Ông Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế, cùng gần 100 cán bộ y tế của các tỉnh thành khu vực phía Nam đã tham dự. Theo báo cáo, công tác bình đẳng giới đã được Bộ, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sát sao, nên các chỉ tiêu thực hiện trong mục tiêu của Bộ Y tế đã có sự thay đổi. Cụ thể, sau nhiều năm thực hiện các can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được kiểm soát. Năm 2016 là 113 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Năm 2017 là 113,9 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Với tỷ lệ này, tỷ số giới tính khi sinh không quá 115 trẻ sơ sinh trai trên 100 trẻ sơ sinh gái. Đây là mục tiêu Bộ Y tế đề ra đến năm 2020. Riêng về tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản, năm 2017 tỷ số tử vong mẹ là 57 trên 100.000 trẻ đẻ sống. Dự kiến đến năm 2020, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống còn 52 trên 100.000 trẻ còn sống. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017 là 3,2, cao hơn chỉ tiêu của Bộ Y tế đưa ra là dưới 3%. Đối với tỷ lệ phá thai, năm 2017, toàn quốc có 185.300 trường hợp phá thai trên tổng số 1.140.700 trẻ đẻ sống, tương đương 16 trên 100 trẻ đẻ sống. Riêng đối với tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó công tác tuyên truyền về luật bình đẳng giới đã được triển khai và lồng ghép vào các hoạt động của ngành y tế, nên tỷ lệ giới tính khi sinh được duy trì ổn định, 110 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Một số chỉ tiêu lây truyền HIV từ mẹ sang con, tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản thấp hơn so với chỉ tiêu của cả nước. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn với các nội dung tăng cường vai trò của các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện luật bình đẳng giới, qua đó giúp các đại biểu nắm rõ hơn quy định, nội dung của luật bình đẳng giới để từ đó áp dụng và triển khai ở đơn vị, cơ sở, đạt kết quả. Dịp này, Bộ Y tế đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2018. Nhằm kiểm tra các nội dung thi đua và đánh giá các mô hình tiêu biểu, cách làm hay có hiệu quả thiết thực trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cùng thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2018. Sáng nay 2 tháng 11, đoàn công tác cụm thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum làm cụm trưởng đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hiện toàn tỉnh tổ chức nhân rộng mô hình thuộc các lĩnh vực gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đến 150 xã phường thị trấn và trên 1.000 khu dân cư trong tỉnh. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa là 88%. 92% thôn buôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phân biệt xã hội được chú trọng, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Về công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội, nỗ lực hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 7/2019. Tại buổi làm việc, đoàn công tác và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung về tổ chức hiệp thương với cơ sở và các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung công tác mặt trận, tập trung hỗ trợ dành nguồn lực cho các mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở, hướng về xây dựng Mặt trận Tổ quốc các cấp cơ sở vững mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác mặt trận để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại, hoàn thành hiệu quả công việc được giao, các sáng kiến để thực hiện giám sát và phân biệt xã hội tại cơ sở có hiệu quả.
về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ động rà soát phối hợp với địa phương, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong việc chuẩn bị đại hội các cấp. Công tác nhân sự sắp xếp tinh gọn bộ máy làm việc trong nhiệm kỳ mới cần phải chuẩn bị điều chỉnh, thảo luận kỹ lưỡng để có phương án phù hợp nhất, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động công tác mặt trận tại địa phương. Về việc thực hiện tôn vinh các nhân tố điển hình gương người tốt việc tốt, đoàn kiểm tra đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần chủ động rà soát kiểm tra để lựa chọn những điển hình người tốt việc tốt để biểu dương khen thưởng, góp phần vào thúc đẩy các tổ chức cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Sáng nay ngày 2 tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức giao ban báo chí tháng 11 năm 2018 với sự tham gia của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 10 năm 2018, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đã chủ động tuyên truyền đúng định hướng có trọng tâm trọng điểm các sự kiện thời sự chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, báo chí cũng đã quan tâm phát hiện những vấn đề bất cập trong quản lý xã hội, những vụ việc nổi cộm về tình hình an ninh trật tự, văn hóa xã hội. Trên cơ sở thông tin, báo chí đã phản ánh, lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo xử lý các vụ việc nổi cộm liên quan đến quản lý bảo vệ rừng. Qua đó đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm và đình chỉ công tác với những tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng phá rừng tại các địa phương Lâm Hà, Đam Rông. Xử phạt 350 triệu đồng đối với hành vi chôn lấp chất thải rắn trái phép của công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh tại tiểu khu 163B, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Tại hội nghị, các cơ quan báo chí cũng được Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo chung về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018 và giải pháp của những tháng còn lại năm 2018. Trong đó nêu rõ những vấn đề trọng tâm để báo chí nắm bắt, phối hợp với địa phương để kịp thời thông tin. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày hội đại đoàn kết dân tộc 18 tháng 11, quảng bá mùa hội có hồng Lan Bi An lần thứ 2 diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại Lạc Dương và tiếp tục thông tin về những hoạt động kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2018 diễn ra tại thành phố Đà Lạt vào cuối năm nay. Xu hướng sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, một trong những giải pháp hữu hiệu, qua đó không chỉ tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sử dụng, mà còn góp phần chung tay bảo vệ môi trường, là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết trong thời gian tới, ngành sẽ thực hiện mức hỗ trợ tối thiểu tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều là 70%. Áp dụng mức hỗ trợ mới nhất đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước, Bảo hiểm y tế xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo. Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều, không thuộc trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập và người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng nêu trên thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Sáng nay 2 tháng 11, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng tổ chức hội thảo về hiện đại hóa sản xuất giống sao hoa ở Lâm Đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với sự tham gia của đại diện ngành nông nghiệp, hội nông dân và một số địa phương trong tỉnh. Hiện nay, Lâm Đồng có 244 cơ sở, mỗi năm sản xuất kinh doanh gần 4,5 tỷ cây giống rau, 50 vườn ươm và 46 cơ sở sản xuất kinh doanh gần 2,5 tỷ cây giống hoa. Trên địa bàn có 5 trường đại học cao đẳng, 5 trung tâm, viện nghiên cứu, lai tạo lĩnh vực giống cây trồng. Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống tại 51 cơ sở nuôi cấy mô, hàng năm sản xuất 45 triệu cây giống sao hoa. Công nghệ ghép giống sử dụng rộng rãi tại 222 cơ sở, hàng năm cung cấp khoảng 278 triệu cây giống ghép họ cà. Ngoài ra còn sử dụng công nghệ nhà kính, tưới tự động,
công nghệ tự động xử phỉ, đóng vỉ hạt giống, phân tích kiểm tra chất lượng giống, gieo ươm trên giá thể. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng tồn tại một số bất cập. Nhiều chưa đăng ký kinh doanh, không kiểm soát tốt dịch hại và công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống. Chưa trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân, chưa cách ly vườn giống với ruộng sản xuất. Chi phí test nhanh virus cao nên các đơn vị chưa chủ động thực hiện. Việc nhập khẩu hóa chất trong nuôi cấy mô còn khó khăn. Tại hội nghị lần này, các chuyên gia nông nghiệp đã đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục hiện đại hóa sản xuất rau hoa, như đẩy mạnh nhập nội gắn với bản quyền giống rau hoa mới, xây dựng nâng cao năng lực cho các vườn ươm, khuyến khích sử dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa và hoàn thiện các quy trình sản xuất rau hoa công nghệ cao. Chuyển sang thông tin khác, sáng nay 2 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đối với cán bộ, công chức, ngành giao thông, đại diện Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Kinh tế Hạ tầng các địa phương, các đơn vị tư vấn, thi công, các doanh nghiệp vận tải, trung tâm sát hạch và các bến xe trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng thông báo chung về tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc nói chung và tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong năm 2018. Bên cạnh đó, còn có các phân tích về những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, lỗi vi phạm thường gặp của người tham gia giao thông và nêu lên một số văn bản pháp luật, thông tư, nghị định mới được ban hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ và một số giải pháp để phòng tránh tai nạn giao thông. Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam còn trao đổi về văn hóa giao thông, các quy định về hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, trọng tâm là xử lý vi phạm nồng độ cồn với người tham gia giao thông bằng xe ô tô, xe máy để cho cán bộ, công nhân viên chức lao động biết thực hiện. Buổi tập huấn giúp các cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, có cái nhìn tổng quát hơn về pháp luật an toàn giao thông. Đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực đến người thân, đồng nghiệp cùng thực hiện để cùng tham gia giao thông một cách an toàn. Thông qua đó, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông trong công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, xu hướng sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, năng lượng mặt trời là một phần tất yếu trong sinh hoạt, sản xuất và đời sống xã hội hiện nay. Vì vậy, cùng với nhiều hình thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, hiện nay người dân và các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và người dân tỉnh Lâm Đồng nói chung đang lựa chọn hình thức sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu, qua đó không chỉ tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sử dụng mà còn góp phần chung tay bảo vệ môi trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Khách sạn Ngọc Phát, phường 3, thành phố Đà Lạt, với 68 phòng. Những ngày cao điểm, khách sạn này thường đón gần 180 lượt khách đến lưu trú. Mặc dù vậy, nhưng 5 năm trở lại đây, từ khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời có dung tích 10.000 lít này, nguồn nước nóng được sử dụng phục vụ trong toàn bộ hệ thống khách sạn này hầu như được đảm bảo. Khi mà sử dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng MegaSun này thì cái thứ nhất là xu thế hiện nay là cái xài hệ thống năng lượng xanh sạch nên nó là dùng cái hệ thống năng lượng mặt trời. Cái thứ nhất nó đảm bảo về cái tiết kiệm năng lượng, cái thứ hai là đối với doanh nghiệp là nó tiết kiệm chi phí rất là tốt. So với mình xài điện cho những cái hệ thống nước nóng thông thường thì là riêng xài cái MegaSun này mình tiết kiệm được 2/3 chi phí. Cũng như khách sạn Ngọc Phát, hiện nay có trên 70% hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Lạt đều lắp đặt sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời. Ngoài ưu điểm lớn nhất là tiết kiệm điện, độ an toàn hầu như được đảm bảo. Sau nữa là nguồn nước nóng khá dồi dào, không gây tiếng ồn, chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp và góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh. Thật ra thì cái vấn đề mà tiết kiệm năng lượng, đây là cái tiêu chí hàng đầu của các doanh nghiệp và cũng là của khách sạn King Hotel Đà Lạt của mình. Cái thứ nhất là tiết kiệm cho doanh nghiệp về chi phí. Cái thứ hai nữa là nó rất là tiện dụng trong cái việc mình sử dụng. Chẳng hạn như là mình đang tiết kiệm được cái nguồn ánh sáng của mặt trời để mình sử dụng. Nó mang lại một cái lợi ích là tiện, rất là tiện, bất cứ lúc nào cũng có nước nóng, hầu như tất cả các hệ thống luôn lúc nào nó cũng đã có đầy đủ. Không chỉ các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh mà hiện nay nhiều hộ gia đình cũng đang tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng trong đời sống sinh hoạt.
Anh Thắng ở Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt cho biết, nếu như trước đây gia đình anh phải trả 600 đến 700 ngàn mỗi tháng tiền điện sinh hoạt trong gia đình, thì kể từ khi lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời, ngoài việc được sử dụng nguồn nước nóng thường xuyên, gia đình anh còn được giảm gần 40% chi phí tiền điện. Nói chung là để tiết kiệm năng lượng, thì với lại tiết kiệm cái chi phí để mình trả tiền điện thì mình đầu tư một cái bình năng lượng nước nóng để thì mình đầu tư một lần thì mình có thể xài được dài lâu, mang hiệu quả lâu dài với lại bảo vệ môi trường hơn là mình xài bình điện đủ cho một gia đình xài. Nếu mà mình sử dụng lớn thì mình có thể lắp loại công suất lớn hơn. Thống kê hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 10 hãng cung cấp bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Mỗi tháng cung cấp cho thị trường trong tỉnh hàng trăm bộ sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời các loại. Với nhiều chủng loại, mẫu mã phong phú, đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Hiện một bộ bình năng lượng mặt trời dùng cho gia đình có giá dao động từ 6 triệu đến gần 20 triệu đồng. Còn bộ hệ thống máy nước nóng tập trung sử dụng cho sản xuất kinh doanh dung tích lên đến vài chục ngàn lít nước nóng có giá từ 300 đến 500 triệu đồng. Với thời gian giữ nhiệt ít nhất 72 tiếng đồng hồ, ở nhiệt độ 80 độ C. Mặc dù chi phí lắp đặt một lần là khá lớn, song với tính năng sử dụng ưu việt lâu dài, do đó xu thế sử dụng nguồn năng lượng này được nhiều khách hàng rất ưa chuộng. Về cái thị trường ở Đà Lạt Lâm Đồng á, là cái hệ thống pin thắp sáng và cái hệ thống nước nóng, mà nhất là nước nóng công nghiệp cho cái hệ thống công nghiệp cho cái khối khách sạn á, thì rất là lớn, nhu cầu rất là lớn. Cái hệ thống Megasun hiện nay là có vừa kết hợp vừa năng lượng mặt trời, kết hợp với lại heat pump là bơm nhiệt, thì cái đó nó rất là tiết kiệm điện. Thì đó là cái bài toán kinh tế. Cái quan trọng nhất ở đây là cái sự an toàn cho người sử dụng, không sợ điện giật, rồi tiết kiệm điện hiệu quả. Cái việc mà đối với lại Đà Lạt là cái nơi mà chúng ta sử dụng nước nóng rất là nhiều, để thứ nhất là cho các du khách rồi sử dụng để tắm, để sử dụng sinh hoạt hàng ngày, thì cái việc mà sử dụng để đốt các cái bình đun nước nóng á, thì nó rất là tốn, tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Cái việc đầu tư mà xây dựng các cái đầu tư lắp đặt các cái bình năng lượng mặt trời thì do cái việc là đầu tư ban đầu nó cao, thì ngành điện cũng đã có cái chương trình hỗ trợ cho các cái đối tượng là hộ gia đình và các doanh nghiệp, thì chúng tôi đã làm trong nhiều năm nay. Thì khi mà sử dụng cái bình năng lượng mặt trời thì chúng ta thấy rằng là giá thành mà để mua điện cấp cho vấn đề này rất là giảm, đặc biệt là vào những cái mùa là nắng, mùa nóng thì chúng ta giảm đáng kể, giảm từ 2 đến 30% cái sản lượng điện hàng tháng. Rõ ràng trước xu hướng ngày càng cạn kiệt về nguồn tài nguyên như hiện nay, thì chính việc sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, năng lượng mặt trời hiện nay mà người dân thành phố Đà Lạt nói riêng và trong tỉnh nói chung đang thực hiện, đó là những tín hiệu tích cực. Qua đó không chỉ giúp nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, mà còn thể hiện sự chung tay góp sức của cả cộng đồng trong việc tiết kiệm sử dụng có hiệu quả nguồn điện lưới của quốc gia. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Đà Quyên, huyện Đức Trọng đã hoàn thành gần 30% hạng mục công trình, gồm phần san lấp mặt bằng, phần móng và bắt đầu tiến hành thi công trụ. Được biết, trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu có tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng, bao gồm 2 dãy phòng học và các hệ thống phòng hiệu bộ do Phòng Giáo dục Đào tạo huyện làm chủ đầu tư. Công trình được tiến hành thi công trong 12 tháng. Theo ngành giáo dục huyện Đức Trọng, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trường tiểu học Võ Thị Sáu không chỉ giúp nhà trường có thêm điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học, mà còn giúp xã Đa Quyên, một trong những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đức Trọng, củng cố các tiêu chí về trường học trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt là một trong 5 trường cao đẳng nghề đào tạo ở tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của trường luôn được chú trọng, có nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao trong công tác giảng dạy và học tập, được ứng dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả.
Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên phát huy khả năng tư duy sáng tạo từ các đề tài. Năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đã triển khai 8 đề tài cấp trường như xây dựng phần mềm quản lý nhân sự Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, thiết kế mô hình ổn định áp suất khí nén dùng biến tần Commander SK, mô hình đấu nối bối dây động cơ điện không đồng bộ 3 pha, thiết kế bộ sản phẩm mạch điện tử ứng dụng, v.v. Từ những đề tài này đã góp phần cải tiến công tác quản lý, đồng thời giúp giảng viên thao tác nhanh trong công tác giảng dạy để sinh viên nắm bắt bài nhanh chóng. Ngoài ra, trường còn có các đề tài thiết bị tự làm, tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, đạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Chiều ngày 2 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc giải cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11, giải lần này thu hút trên 570 kỳ thủ đến từ 68 đơn vị trường học, câu lạc bộ, trung tâm đào tạo cờ vua trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở nội dung giải cờ nhanh với 9 nhóm tuổi từ 5 tuổi đến 17 tuổi của nam và nữ, thi đấu theo thể thức hệ Thụy Sĩ 9 ván để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Được biết, giải cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng là giải truyền thống hàng năm nhằm thiết thực hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thông qua đó là dịp để các kỳ thủ nhí có niềm đam mê với bộ môn cờ vua trên địa bàn được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu cờ vua, từ đó nâng tầm thành tích. Đồng thời qua đó là bước đệm để ngành thể thao Lâm Đồng tuyển chọn các tài năng cờ vua, bổ sung cho các đội tuyển cờ vua trẻ của địa phương tham gia các giải đấu cờ vua khu vực và toàn quốc. Phần tin trong nước và quốc tế. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và sự nâng cao cảnh giác của người dân, hoạt động tín dụng đen sẽ không tồn tại. Xử lý nước uống từ nước thải, phương pháp mới để đảm bảo nguồn cung cấp nước cho các đô thị lớn. Việc Australia trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là bước đi quan trọng giúp mở ra cánh cửa để văn kiện trên chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay, qua đó mang lại những lợi ích to lớn đối với 11 quốc gia thành viên. Giới phân tích nhận định, dù không có sự tham gia của Mỹ, CPTPP vẫn đủ sức tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới, với thị trường lên tới hơn 460 triệu dân và chiếm tới 13% GDP toàn cầu. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng như tạo động lực cho sự hợp tác kinh tế thương mại của khu vực. Việc CPTPP có hiệu lực vào cuối năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu xuất hiện không ít biến động, đã phát đi thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ thương mại. Những lợi ích to lớn của CPTPP đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nền kinh tế khác trong khu vực. Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan đã cân nhắc khả năng gia nhập CPTPP. Trong khi đó, Anh cũng nhiều lần thể hiện ý muốn tham gia hiệp định sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP sẽ có tác động tích cực và cả những thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam. Có tiêu chuẩn cao với những cam kết thương mại sâu và rộng, CPTPP được các thành viên, trong đó có Việt Nam, đã chờ đợi từ lâu. CPTPP là một hiệp định nhiều bên với 11 đối tác thành viên. Các nước tham gia hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình, tự do hóa dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước sở tại, đảm bảo sự quản lý của nhà nước, từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp và lợi ích mới cho người tiêu dùng của các nước thành viên. Để có thể là mở rộng được cái thị trường xuất khẩu thì đương nhiên phải có các cái thị trường mà có sự ưu đãi lớn hơn, hay là nói cách khác là những thị trường mà chúng ta có FTA. Thì hiện nay chúng ta vẫn đang có một số cái hiệp định mà có cái ý nghĩa rất là lớn với ngành dệt may, ví dụ như CPTPP. Với riêng CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp cận các thị trường xuất khẩu ở châu Mỹ, trong đó ngành hàng chủ lực là ngành dệt may da dày được nhận định sẽ có thêm rất nhiều cơ hội mới. Những hiệp định thương mại CPTPP vừa chúng ta vừa ký xong và hàng loạt những hiệp định khác chúng ta đang đàm phán để cốt lại, thì tôi cho rằng đấy là một kênh thông tin nó tạo ra một cái động lực cho các nhà đầu tư. Cũng như TPP, CPTPP được coi là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật,
liên quan đến thương mại, mà còn xử lý những vấn đề mới phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của chính phủ, doanh nghiệp, nhà nước. Ngoài ra, hiệp định này đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Thì đây là một cơ hội rất lớn để các ngành học hỏi, làm ăn trong một cái môi trường mà lại gắn với một hiệp định chất lượng cao. Thì cái va đập, cái bươn trải, cái học hỏi của chúng ta nó tốt hơn. Còn rất là nhiều những cái yêu cầu khác của thị trường nước ngoài, ví dụ như là các cái yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và rất là nhiều những cái tiêu chuẩn kỹ thuật khác thì CPTPP có đề cập nhưng không nhiều, và do đó nó sẽ vẫn là những cái rào cản khó khăn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Vượt qua được các thách thức, CPTPP sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới về thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, kỹ năng và tác động trực tiếp, gián tiếp đối với nền kinh tế Việt Nam. Vì kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa này thông qua Hiệp định CPTPP cùng nhiều quyết sách kinh tế quan trọng khác, được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một môi trường kinh tế mới cho đất nước và các doanh nghiệp cất cánh phát triển. Sự gia tăng đơn hàng cùng với các cơ hội tiếp cận với các thị trường lớn từ các hiệp định thương mại tự do FTA tạo lực đẩy mạnh cho ngành dệt may trong thời gian qua. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAT, 10 tháng của năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt khoảng 29 tỷ đô la, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ. Tăng mạnh so với tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2017 so với năm 2016, và hoàn thành khoảng 79% kế hoạch xuất khẩu cả năm. Các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tốt. Các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 10,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, Nhật Bản 2,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,6%, Hàn Quốc 2,360 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,8%. Với thuận lợi về thị trường, nhiều doanh nghiệp dệt may đã gần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đồng thời xúc tiến các dự án mở rộng quy mô sản xuất nhằm tiếp tục khắc phục điểm yếu lớn nhất của dệt may Việt Nam, dệt sợi xuất khẩu nhưng phải nhập vải may và phần lớn nguyên phụ liệu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động tín dụng đen, thực chất là hình thức cho vay nặng lãi, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến ngày càng phức tạp với chiêu trò quảng cáo, phát tờ rơi có nội dung hấp dẫn như không cần thế chấp, lãi suất thấp để dụ dỗ người dân. Sau khi vay với lãi suất cắt cổ không có khả năng trả nợ, người dân sẽ bị các đối tượng cho vay hù dọa, khủng bố tinh thần, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động tín dụng đen. Thống kê của lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 nhóm cho vay nặng lãi với hàng trăm đối tượng có tiền án tiền sự tham gia. Điều đáng lo lắng là sau địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thời gian qua các nhóm tín dụng đen đã tràn về các vùng sâu vùng xa, lợi dụng việc người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vốn không có tài sản thế chấp. Các đối tượng cho vay đã gài bẫy bằng việc dán các tờ rơi quảng cáo ở những nơi công cộng, dễ quan sát, với lời mời chào, cho vay lãi suất thấp, không cần tài sản thế chấp, chỉ cần có chứng minh nhân dân và hộ khẩu là vay được tiền. Lực lượng công an cũng đã rất chủ động nắm tình hình và có cái chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh về cái tính chất phức tạp của tín dụng đen, về cái hệ lụy, cái hậu quả tác hại của tín dụng đen đối với đời sống xã hội. Trên cơ sở đó thì tỉnh ủy đã có cái văn bản chỉ đạo các cái cấp ủy chính quyền các cấp, các cái cơ quan ban ngành đoàn thể đẩy mạnh các cái biện pháp công tác phòng ngừa, xử lý mạnh đối với các cái tác hại, cái hậu quả xấu của cái tín dụng đen trên địa bàn. Qua theo dõi nắm tình hình, đầu tháng 10 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt tạm giam điều tra làm rõ một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi để siết nợ. Nhóm này do Bùi Văn Thịnh, tạm trú tại đường Dương Vân Nga, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột cầm đầu. Từ Hải Phòng vào kết cấu với Nguyễn Thị Ngọc Tiền ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Bước đầu, chúng khai nhận cách đây 2 năm, Thịnh vào thành phố Buôn Ma Thuột để hành nghề cho vay nặng lãi. Đến lúc bị bắt, nhóm này đã có 260 hộ dân vay 269 bộ hồ sơ, với số tiền vay lên đến 2,6 tỷ đồng. Mức lãi suất mà nhóm này cho người dân vay lên đến 30% một tháng,
tương đương với 360% một năm, nên nhiều người sau khi vay tiền đã không có khả năng trả nợ. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ thủ đoạn gài bẫy thâm hiểm của các đối tượng này. Lúc đầu, trên những tờ rơi quảng cáo thì chúng mời chào, chỉ cần chứng minh hoặc sổ hộ khẩu là có thể vay được tiền. Nhưng đến lúc người dân không còn khả năng trả nợ do lãi quá cao, thì chúng kéo đến nhà khống chế, đe dọa, xiết tài sản. Phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động cho quần chúng nhân dân để hiểu rõ như vậy là bản chất của cái tín dụng đen, để người dân không tham gia, không hợp tác với tín dụng đen và chủ động phòng ngừa phát hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đối với cho cơ quan chức năng. Chúng tôi đẩy mạnh các cái biện pháp công tác công an chủ động nắm tình hình, chủ động thu thập tài liệu, căn cứ để phát hiện, xử lý các cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen như là cho vay lãi nặng, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động đợt cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, rà soát lên danh sách các băng nhóm đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi để có biện pháp xử lý. Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và sự nâng cao cảnh giác của người dân, chắc chắn hoạt động tín dụng đen sẽ không còn tồn tại lâu. Ngày 1 tháng 11, Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc ra thông báo cho biết, các lực lượng vũ trang của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ ngừng các hành động thù địch ở khu vực biên giới. Đây được xem là một phần trong thỏa thuận quân sự toàn diện giữa hai miền Triều Tiên. Trong thông báo, tướng Park Han-ki, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc cho biết, hai bên đã ngừng tất cả các hành động thù địch chống lại nhau dọc biên giới trên bộ, trên biển và trên không từ ngày 1 tháng 11 theo thỏa thuận quân sự toàn diện. Theo quan chức này, đây là động thái hướng tới hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 9 vừa qua tại Bình Nhưỡng, hai miền Triều Tiên đã đạt thỏa thuận quân sự hướng tới việc giảm căng thẳng, ngăn chặn các vụ xung đột không đáng có và xây dựng lòng tin. Cụ thể, hai bên nhất trí giải giáp vũ khí tại khu vực an ninh chung tại Panmunjom và rút một số chốt gác quân sự bên trong khu vực phi quân sự. Dù Mỹ và Mexico đã tiến hành các biện pháp siết chặt an ninh tại khu vực biên giới, tuy nhiên dòng người di cư Trung Mỹ vẫn tiếp tục đổ về đây ngày một nhiều. Tính đến ngày hôm qua, có tổng cộng 3 đoàn người đang di chuyển hướng lên phía Bắc, mang theo hy vọng về một giấc mơ Mỹ. Truyền thông khu vực đưa tin, hiện có 3 nhóm người di cư đang hướng về Mexico. Từ El Salvador hình thành một đoàn hơn 300 người, trong khi một nhóm lớn hơn tập hợp khoảng 3.500 đến 7.000 người Honduras. Đã đến được miền Nam Mexico sau 2 tuần di chuyển. Nhóm thứ 3 có mặt tại biên giới giữa Mexico và Guatemala đã xung đột với lực lượng chức năng, khiến một người Honduras thiệt mạng và 6 cảnh sát Mexico bị thương hồi cuối tuần qua. Chính phủ Mexico đã bác bỏ và lên án việc sử dụng bạo lực tại khu vực biên giới với Guatemala và khẳng định cách duy nhất để nhập cảnh vào Mexico là tuân thủ luật di trú. Mexico cũng kêu gọi tìm kiếm một giải pháp lâu dài để tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho những người di cư Trung Mỹ. Và điều này cần một nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, tập trung vào phát triển kinh tế, hòa bình và ổn định ở các nước trong khu vực. Nước Anh đang lên kế hoạch biến nước thải thành nước uống trong bối cảnh thủ đô London có nguy cơ thiếu nước. Chính quyền London có nguy cơ thiệt hại tới 330 triệu bảng Anh mỗi ngày nếu không thực hiện các thay đổi đáng kể để đảm bảo nguồn cung cấp nước. Thames Water, công ty tư nhân độc quyền cung cấp nước và xử lý nước thải ở nhiều khu vực của Anh như London, Wiltshire, cho biết đã lên kế hoạch chi tiết cho việc xử lý nước thải thành nước sinh hoạt. Kế hoạch này là một giải pháp để ngăn chặn tình trạng các vòi nước ở London thường xuyên khô ráo. Thames Water còn cảnh báo rằng khi dân số London tăng thêm 2 triệu người trong 25 năm tới, thành phố sẽ đối mặt với tình trạng thiếu 351 triệu lít nước một ngày. Công ty lên kế hoạch mở nhà máy tái sử dụng nước thải đầu tiên ở Anh trị giá 160 triệu bảng để biến nước thải thành nước có thể uống được. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, không ngừng đổi mới, mức độ quan tâm đối với di sản cần được tăng cường hơn nữa để phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận. Thưa quý vị và các bạn, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên trải dài trên 5 tỉnh Tây Nguyên. Chủ thể của không gian văn hóa này là của nhiều dân tộc thiểu số khác nhau. Năm 2005, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Không gian văn hóa này ngày càng được thể hiện giá trị của mình, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa kết nối du khách trong và ngoài nước với vùng đất đỏ Ba San đầy nắng và gió của đại ngàn Tây Nguyên huyền thoại. Hướng đến Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào tháng 11 năm 2018. Nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau. Được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng đất mẹ và lớn lên trong lời ru tiếng ca cùng với những lễ hội có tiếng cồng tiếng chiêng của buôn làng. Tất thảy đã ngấm vào huyết quản và chảy trong dòng máu của bà Mai Bio. Chính vì vậy, nữ nghệ nhân Mai Bio ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương trở thành niềm kiêu hãnh của buôn làng Chu Ru khi đã dành trọn cả cuộc đời để níu giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ nét đẹp văn hóa độc đáo này. Tôi rất yêu cái bản cái sắc văn hóa của người dân tộc mình. Cho nên là nó in sâu vào cái tâm trí của tôi rồi. Cho nên là tôi mới truyền đặt lại cho các em. Mỗi bản sắc văn hóa là các chị em dân tộc nó khác nhau. Có cách mới hay nó cách có cách riêng, có cách riêng của người ta. Cho nên là tôi muốn lưu giữ là tại vì tôi yêu là bản sắc văn hóa của người dân tộc mình. Cùng tâm niệm khát khao lưu giữ, trong thời gian qua, các đơn vị trực thuộc của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Đồng và các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng như lễ hội cồng chiêng cấp huyện, lễ hội văn hóa cồng chiêng cấp tỉnh. Tại các lễ hội được tổ chức định kỳ này, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Đồng đã tổ chức biểu dương các nghệ nhân, diễn tấu chiêng, chỉnh chiêng và tham gia tích cực vào truyền dạy cồng chiêng. Đến nay đã tổ chức được 12 kỳ lễ hội văn hóa cồng chiêng cấp tỉnh. Qua đó, Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều gương điển hình là người Mạ, Cơ Ho và Chu Ru có nhiều thành tích trong hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng ở cơ sở. Thông qua những điển hình này, văn hóa cồng chiêng được lan tỏa và tạo ra cơ hội quảng bá, giới thiệu nét đẹp của văn hóa tộc người đến du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi và những anh em ở các buôn làng của Tây Nguyên nói chung và chân núi Lâm Giang của chúng ta nói riêng thì đã hình thành một số nhóm đã làm được, phục hồi được cũng như là để tác động lại trong cuộc sống cũng như là để truyền bá lại cho con cháu của mình. Cái thứ hai là giới thiệu cho khách và ít nhất những cái việc đó cũng đã là cái hiện thực cuộc sống. Với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, chính quyền đoàn thể ở các địa phương, hầu hết các buôn làng có đông đồng bào bản địa sinh sống ở Lâm Đồng hiện đều có các đội nhóm cồng chiêng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 16 đội nhóm cồng chiêng thường xuyên tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ nhu cầu tìm hiểu giao lưu văn hóa của du khách. Đây là một hướng đi tích cực thích ứng với cuộc sống hiện đại, góp phần nâng cao niềm tự hào về văn hóa truyền thống bản địa, tạo ra phương thức sử dụng hiệu quả di sản văn hóa vào phát triển kinh tế của địa phương. Để làm tốt cái bảo tồn được cái văn hóa cồng chiêng này thì chính những chủ nhân của nó là đồng bào dân tộc, chúng ta phải được nâng cao cái nhận thức và chúng ta phải làm tốt cái công tác trao truyền và tổ chức tốt các cái hoạt động duy trì thường xuyên. Và chính vì vậy thì hiện nay vừa rồi chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành cái quyết định mới nhất về cái bảo tồn và phát huy cái không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn từ đây cho đến năm 2020. Về phía ngành thì chúng tôi cũng đang cố gắng là cụ thể hóa cái đề án đó cho những cái công việc hết sức cụ thể theo từng năm. Và như vậy thì chúng tôi sẽ có cố gắng cùng với các ngành và các địa phương cũng như là cộng đồng dân cư ở trong cái không gian có các cái không gian văn hóa cồng chiêng này để chúng ta cố gắng triển khai. Và trước hết thì chúng tôi thấy rằng là cái công tác tuyên truyền khơi dậy cái niềm tự hào về cái di sản văn hóa này và chúng ta phải có cái ý thức bảo tồn nó tốt hơn. Trong bối cảnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển, giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới, mức độ quan tâm đối với di sản cần được tăng cường hơn nữa để phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.